Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Đây là nhận định tuần 15 tháng 4 đến 19 tháng 4. Cuối tuần vừa rồi có một tin tức quan trọng đã diễn ra, đó chính là chiến sự nổ ra giữa Iran và Israel. Trước mắt, tin tức này sẽ tác động vào tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư và đặc biệt là nhóm dầu khí khi mà chiến sự nổ ra sẽ kích thích giá dầu leo thang và giá vàng leo thang. Yếu tố thứ hai là tác động đến tâm lý của thị trường. Trong một giai đoạn mà chiến sự leo thang như vậy, đặc biệt trong khu vực mà dòng tiền yếu thì tâm lý khả năng cao sẽ tác động ngắn hạn. Tuy nhiên, là đến ngày hôm nay, cuối ngày Chủ nhật thì những tin tức đó dường như đã không còn đáng quan trọng nữa tại vì toàn bộ cái cuộc chiến sự gần như đã bị dừng lại. Do đó, cá nhân mình đánh giá là cái tin tức đó nó sẽ không tác động về dài hạn mà chỉ là cái biến động tâm lý ngắn hạn vào đầu phiên, sau đó thị trường sẽ cân bằng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận định lại cái xu hướng diễn biến của tuần vừa qua và đưa ra cái định hướng tuần tới. Tuần vừa rồi VN Index của chúng ta có một sự phục hồi tương đối tích cực khi mà sau khi mà phá vỡ cản chéo được hình thành ở khu vực 1060 thì ngay lập tức VN Index của chúng ta đã thể hiện cái sự cân bằng ở vùng dưới này, thể hiện là dòng tiền có sự nhập cuộc và dòng tiền bán thì không thực sự quyết liệt. Do đó đến phiên thứ 6 thì dòng tiền ngay lập tức kéo trở lại và giúp thị trường có một phiên tăng tương đối tích cực là 18 điểm. Đồng thời thị trường có một cái phiên thanh khoản cải thiện so với phiên trước đó. Và RSI cũng cho thấy là dòng tiền đang tham gia trở lại ở thị trường. Và gần như thị trường ngay lập tức lấy lại được cái đường trendline mà vẽ từ trước đó. Do đó với cái kịch bản diễn biến như tuần trước thì khả năng cao tuần tới VN Index của chúng ta sẽ một lần nữa quay lại chinh phục khu vực 1300 và thậm chí có thể đi xa hơn nếu mà dòng tiền có lực follow up phía sau. Trước mắt chúng ta sẽ quan sát cái vùng 1300. Đây sẽ là một khu vực mà VN Index của chúng ta quay lại chinh phục khu vực đỉnh cũ vào hồi tháng 3, cuối tháng 3 năm 2024. Đó là diễn biến của thị trường. Còn ở góc độ các cổ phiếu thì tuần vừa rồi có một số nhóm ngành dẫn dắt, điển hình có thể nói đến nhóm banh với cái sự dẫn dắt của CTG. Sau khi cổ phiếu này có một cái dạng kéo bull trap ở bên trên này thì ngay lập tức quay trở lại và lấy lại một cái nền cân bằng ở đây, cũng đi theo một cái form chart tương đối giống VN Index của chúng ta, là ngay lập tức tạo một cái đáy W ở vùng dưới này và có dòng tiền tham gia. Cũng một số tin tức mà ảnh hưởng đến nhóm ngân hàng vào phiên thứ 6 kéo, đó chính là tin mà giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc 50% đối với một số ngân hàng nhất định. Đây là một cái tin tức tác động tương đối đáng kể đến nhóm ngân hàng. Dự kiến về dài hạn sẽ giúp nhóm ngân hàng gia tăng lợi nhuận một cách tương đối. Do đó phiên thứ 6 là mở ra một cái điểm mua cho nhóm ngân hàng. Nhiều khả năng thời gian tới nhóm ngân hàng có thể test lại cái đỉnh cũ và thậm chí có thể đi xa hơn nếu mà VN Index của chúng ta vượt được một khu vực 1300. Ở con sóng 1 từ đầu năm 2024 thì nhóm ngân hàng cũng là một nhóm dẫn dắt và đây được coi là một cái nền lớn đầu tiên từ khi bắt đầu trend tăng. Do đó hoàn toàn nhóm cổ phiếu này có thể đi xa hơn và thậm chí vượt hoàn toàn đỉnh thời đại hình thành từ tháng 6 2021. Và LPP đã là một cổ phiếu đầu tiên vượt được khu vực đỉnh này trong tuần vừa rồi với hai phiên tăng trần rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng kỳ vọng vào tuần tới ở nhóm cổ phiếu ngân hàng liệu có lít sóng thị trường được hay không. Nếu mà anh chị em mọi người có cổ phiếu ngân hàng thì mọi người cũng có thể để lại ở phần comment thì mình và team sẽ hỗ trợ mọi người trả lời. Đó là góc nhìn về nhóm ngân hàng thì phiên thứ 6 đó là một phiên hình thành điểm mua khi mà có cả tin tức hỗ trợ và có cả cái sự tham gia của dòng tiền xác nhận cái confirm đáy kỹ thuật ở đây. Tiếp đến là nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán cũng có một cái sự phân biệt khá là rõ ràng ở một số cổ phiếu mạnh, có thể kể đến là HCM, một cổ phiếu dẫn dắt nhóm ngành chứng khoán. Thì phiên thứ 6 cũng là một phiên mà tạo đáy V kép ở dưới đáy và bật lên và thoát hoàn toàn khu vực đáy này, thể hiện một khu vực dòng tiền vào tương đối tích cực và cũng là một cái điểm mua. Ngoài HCM thì có SHS cũng là một cổ phiếu có cái tính dẫn dắt khá là tốt. VDS, VEX đây được coi là những cổ phiếu có sức mạnh cao và đang thể hiện cái dòng tiền quay trở lại ở nhóm này. Do đó nếu mà trading ngắn hạn thì đây cũng là một nhóm cổ phiếu đáng chú ý được. Ở chiều ngược lại thì bên cạnh những cổ phiếu khỏe vẫn còn một số cổ phiếu yếu như SSI. Đây là những cổ phiếu mà trước đó có cái sự bull trap khá là rõ ràng, do đó chúng ta cần phải có sự cẩn trọng ở nhóm này. Nếu mà thị trường được kéo thì đối với những cổ phiếu này khả năng cao cái sức mạnh của dòng tiền sẽ kém hơn. Hay là VND, đây là một cổ phiếu yếu nhất trong ngành chứng khoán đoạn vừa rồi khi mà cái tin tức về tin tặc tấn công nhưng mà cái dòng tiền không tham gia đỡ cổ phiếu và ngay lập tức cổ phiếu tạo cái gap giảm phá vỡ cái hỗ trợ. Đây là một cái tín hiệu cực kỳ yếu của một cổ phiếu VND. Như vậy ở những nhóm ngành chính là nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành chứng khoán thì cuối tuần vừa rồi đều cho cái tín hiệu tích cực ủng hộ thị trường đi lên. Còn đối với những nhóm ngành khác có thể kể đến bất động sản thì có DIG trong tuần vừa rồi đã có cái nỗ lực vượt cái khu đỉnh trên này, tuy nhiên mà chưa thành công. Thì thời gian tới đây cũng là một nhóm ngành mà vẫn là một nhóm ngành mạnh khi mà cái trend tăng vẫn giữ được và hiện tại đang tái xây nền lại khu vực này. Nếu mà DIG vượt hẳn qua khu vực 34 thì đó có thể là mở ra một cái điểm mua. Tất nhiên cái rủi ro chúng ta sẽ phải chịu đựng nó cao hơn, nhưng mà hoàn toàn có thể mở ra một cái cơ hội, cổ phiếu mở ra một con sóng tăng mới, tại vì đây mới là sóng tăng đầu tiên của cổ phiếu. Đất xanh tuần vừa rồi cũng lấy lại được cái khu vực nền sau khi mà phá vỡ giả ở đây, phá vỡ không thành công.
quay lại điều chỉnh tạo gap giảm thì tuần vừa rồi lấy lại được nền, tuy nhiên thanh khoản chưa tham gia. Đạt Phương và TCH là hai cổ phiếu hiện tại cho thấy cái sức mạnh là nhóm cổ phiếu khỏe nhất nhóm bất động sản, thì chúng mình đã cho mua từ phiên 27 tháng 3 đối với Đạt Phương và TCH thì hiện tại đều cho cái tín hiệu kỹ thuật tương đối tốt, chúng ta có tiếp tục nắm giữ ở nhóm bất động sản. Điểm mua, về mặt điểm mua thì chúng ta phải chờ cổ phiếu xây một cái nền tương đối chặt chẽ, sau đó mua vượt đỉnh thì sẽ ok hơn. Thay vì mình mua những cái điểm lưng chừng như vậy thì cái rủi ro mình sẽ phải chịu nó còn tương đối cao. Trend tăng vẫn được duy trì nhưng điểm mua sẽ là cái thời điểm quan trọng. HDC. HDC thì hiện tại cũng là một cổ phiếu chưa thực sự khỏe, sau khi mà phá vỡ được một cây trần thì ngay trở lập tức quay trở lại retest ở khu vực dưới này. Bên cạnh nhóm thép, bên cạnh nhóm bất động sản thì còn nhóm thép nữa, thì Nam Kim là một cổ phiếu hiện tại mạnh nhất nhóm thép. Phiên thứ 5 thì Nam Kim có một cái dấu hiệu dòng tiền vào và sau đó cũng tạo đáy V kép phân kỳ. Đây là một cổ phiếu đi trước nhóm ngân hàng, phiên cổ phiếu phục hồi đầu sớm đầu tiên. Thì hiện tại nhóm thép vẫn đang có xu hướng là đi theo kênh song song hướng lên và có vẫn tiếp tục nắm giữ được và cổ phiếu hiện tại chưa vi phạm gì. Tất nhiên cái mức độ tăng của cổ phiếu hiện tại chưa quá mạnh nhưng mà chúng ta cùng kỳ vọng một nhịp này, cổ phiếu có thể tạo đáy sau cao hơn đáy trước và có thể mở ra trend tăng ở khu vực này. Hoa Sen thì yếu hơn Nam Kim, do đó nếu lựa chọn phải lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn Nam Kim thay vì Hoa Sen. Bên cạnh Nam Kim thì có thể có Hòa Phát. Hòa Phát hiện tại cũng đang cho một cái tín hiệu tạo cái khu vực cân bằng ở khu vực này. Đây là khu vực cân bằng của Hòa Phát. Nếu Hòa Phát vượt qua được khu vực đỉnh này thì sẽ là một cái nền được hình thành và cổ phiếu có thể mở ra một cái trend tăng. Như vậy những ngành quan trọng nhất của thị trường là ngân hàng, bất động sản và chứng khoán hiện tại đều đang mở ra một cái xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và đóng đến tuần thì chưa bị ảnh hưởng xu hướng tăng đó. Do đó trước mắt chúng ta vẫn có thể kỳ vọng VN-Index của chúng ta đi lên và quan trọng là việc lựa chọn cổ phiếu nào. Và trên đây là cái nhận định về cái xu hướng thị trường của team mình. Và nếu anh chị em mọi người có câu hỏi thì có thể để lại comment phía dưới. Và để ủng hộ cái tinh thần làm những video tiếp theo về kiến thức thì mọi người hãy giúp mình một like, một subscribe kênh. Mình xin cảm ơn.